Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ được diễn ra vào ngày 10 tháng 9 tại sân vận động Mỹ Đình. Đây là trận đấu đầu tiên được Liên đoàn bóng đá Việt Nam chốt trong đợt FIFA Day tháng 9. Trong khi đó, cuộc đối đầu với đội tuyển Nga dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 9 vẫn đang được đàm phán và chưa thống nhất phương án tổ chức. Để chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu, đội tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 30 tháng 8. Những cầu thủ bận thi đấu siêu cúp quốc gia của Thanh Hóa và Nam Định hội quân muộn một ngày. Những trận giao hữu vào tháng 9 sắp tới được rất nhiều người trông đợi, bởi đây có thể coi là lần đầu tiên huấn luyện viên Kim Sang-sik lựa chọn ra đội hình sau quá trình ông và các trợ lý theo dõi những trận đấu tại V-League. Ở hai trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup với Philippines và Iraq hồi tháng 6, vị chiến lược gia người Hàn Quốc chủ yếu sử dụng đội hình cũ với sự tham khảo từ nhiều phía. Còn lần này, người hâm mộ có thể được chứng kiến một số thay đổi trong đội hình đậm chất Kim Sang-sik.